Chiều qua tại di tích quốc gia Thái Miếu nhà Hậu Lê, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, Thường trực Hội đồng họ Lê tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ giỗ lần thứ 293 của vua Lê Dụ Tông và vinh danh học sinh họ Lê tỉnh Thanh Hóa đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024. Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương, tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của vua Lê Thái Tổ và các vị vua triều hậu Lê. Đọc chúc văn tưởng nhớ vua Lê Dụ Tông nhân 293 năm vua Băng Hà. Vua Lê Dụ Tông sinh năm 1679, húy là Lê Duy Tường, trị vì đất nước trong 24 năm, từ năm 1705 đến năm 1729 và mất vào tháng Giêng năm 1731. Nhân dịp này, Thường trực dòng họ Lê tỉnh Thanh Hóa đã vinh danh trao thưởng cho 16 học sinh trong dòng họ đã đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024. Trong đó có 4 em đạt giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 2 giải khuyến khích. Cũng từ năm 2024, Hội đồng họ Lê Thanh Hóa quyết định lấy ngày 20 tháng Giêng hàng năm làm ngày Tết khuyến học họ Lê xứ Thanh.